2, 3. Tiếp theo thì cũng là một cái máy Mitsubishi S6M nữa ha. Để coi mấy anh thợ sẽ làm gì nữa. Cả nhà hãy chờ xem. Giá thì cứ liên hệ với anh Tám nha. Đây, nhập về là vậy nha. Bây giờ đẩy vô sàn, rửa, vệ sinh, rồi cho nổ. S6M Turbo Diesel Mitsubishi. Nó cũng chung dòng với cái máy này ha. Đây rửa rồi. Đây thì chưa có rửa. Thường mấy anh ở Bình Thuận, Phan Thiết là xài nhiều nha. Đặt xuống ghe. Chạy lưới, chạy lưới, lưới. Lưới ha. Chạy lưới, chạy pha rồi chạy nước. Thích thủ mà. Piston của nó là 117mm. Bơm còn mạc luôn nha. Thấy không? Tem máy đây. S6M2 MTK-2 320 mã lực, 2400 vòng trên 1 phút. Cái vàng heo là còn chì ở. Denso, heo của Denso. Đây, năm sản xuất của nó đây, 1988. Chuẩn bị vệ sinh lại nha. Tem hộp số đây, Nico. Chút rửa ra là nhìn nó mướt giống em kia vậy đó. Máy nghe đĩa đây là anh Tám sẽ bao là toàn bộ là zin hết. Có thể là yêu cầu mấy anh thợ là mở máy, coi cốt miễn nha. Máy này chút nữa rửa là nhìn nó khác liền ha. Chờ nữa nha, mấy anh thợ đang đem đồ nghề chuẩn bị rửa. Rửa không có luôn ạ. Lấy bằng chải trà, trà xong rồi xịt gió xong cái rồi xịt dầu xong rồi xịt nước, đó, tùm lum hết trơn á. Giờ cắt bỏ những thứ vụn vặt nè ha. Hiện tại là máy đã vệ sinh xong. Bây giờ Từ Siêu sẽ mời anh em nghe tiếng nổ của em nó nha. Máy rửa xong rồi. Wow.
Heo Denso. Mấy cái này thì nó bị oxy hóa đó, đổi màu. Này ống thao không? Hai là lấy chị. Chị trả lại luôn. Cầu Bình đi, chuẩn bị anh ơi. Lý Bằng. Lý Bằng là phụ trách bên đề ha. Đó. Còn Minh Minh là phụ trách bên lên ga. Lên ga đi đâu? Mình là cái thằng dữ lắm á. Bình là làm tùm lum hết trơn á, cái gì cũng làm được. Đó, dữ luôn. Ở kho bên đây thì có 3 thợ nhá. Bên kia thì 2 thợ. Biết tông của em nó là 117mm. Này về ga cào là chế lại tùm lum hết trơn á. Xà lan cũng gì. Lý Bằng này độ mạnh lắm nha, 15 lon đó nha. Dạ. Dữ dằn lắm. Dạ. Lên đây là mình giao lưu được anh Lý Bằng 15 lon. Đó là có thử. 2 3. Ở đây là mình quay sự thật nha, là nói chung á là có sao quay vậy nha. Đợi lại đi, dầu mở qua đều hết là ok. Đó.
quá ngon. Vậy là xong rồi nha. Hẹn cả nhà clip sau nữa nha. Em này khỏi chơi. Nói chung là sơn phết thì lại là ở đây là miễn phí nha. Cứ gọi cho anh Tám để biết giá. Tới ba anh em nha, hẹn gặp lại nha.